Sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: thanh tịnh không có nước, ở đây nhiều người tắm, trong ai có chân thật lại thêm có chánh pháp, người ấy là thanh tịnh, người ấy là phạm chí. Dạ, con đã đọc bài xong ạ. Cảm ơn Vinh Vatsana đã bớt bài. Kính mời chị Quang Thanh ạ. Nam mô Bụt Tha dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sang Kha dạ. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh và Đại Đức và quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con kính lễ cô tu nữ Tham Ma Cha Lý và cô tu nữ Tệ Duyên. Con kính chào đạo tràng. Con xin đọc bài kinh Tiểu Vụ Ý Tí Vức Tá Cá, kinh Phật Tự Thuyết, chương 1, phẩm Bồ Đề. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Gá Ra tại Gá Ra Xí Xá. Lúc bấy giờ nhiều kẻ bẹn tóc trong những đêm gió lạnh mùa đông, giữa những ngày mùng 8 trong thời tuyết rơi đang lặn xuống và nổi lên trong nước, làm việc lặn xuống nổi lên, tưới nước và tế lửa, nghĩ rằng với hành động này được thanh tịnh. Thế Tôn thấy nhiều kẻ bện tóc ấy trong những đêm gió lạnh mùa đông, giữa những ngày mùng 8 trong thời tuyết rơi đang lặn xuống và nổi lên trong nước, làm việc lặn xuống nổi lên, tưới nước và tế lửa, nghĩ rằng với hành động này được thanh tịnh. Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: thanh tịnh không có nước, ở đây nhiều người tắm, trong ai có chân thật lại có thêm chánh pháp, người ấy là thanh tịnh, người ấy là phạm chí. Dạ, con đã đọc xong. Cảm ơn chú Quát Thần Á đã bóc bài. Con kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha, dạ, Nam mô, dạ, Nam mô Sang Kha, dạ. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin chào cả nhà, con xin được đọc bài ạ. Dạ. À, kinh Tiểu Bộ Ý Tí Bút Tá Cá, kinh Phật Sự Thuyết, chương 1, phẩm Bồ Đề. Như vậy tôi nghe thời Thế Tôn trú ở Gá Gia, tại Gá Gia Si Xá, lúc bấy giờ nhiều kẻ bện tóc trong những đêm gió lạnh mùa đông, giữa những ngày mùng 8 trong thời tuyết rơi đang lặn xuống và nổi lên trong nước, làm việc lặn xuống nổi lên, tưới nước và tế lửa, nghĩ rằng với hành động này được thanh tịnh. Thế Tôn thấy nhiều kẻ bện tóc ấy trong những đêm gió lạnh mùa đông, giữa những ngày mùng 8 trong thời tuyết rơi đang lặn xuống và nổi lên trong nước, làm việc lặn xuống nổi lên, tưới nước và tế lửa, nghĩ rằng với hành động này được thanh tịnh. Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: thanh tịnh không có nước, ở đây nhiều người lắm, trong ai có chân thật lại thêm có chánh pháp, người ấy là thanh tịnh, người ấy là phạm chí. Dạ, Evan ạ, con xin hết ạ. Con xin được gắn mic ạ. Nam mô Bụt Tha dạ. Nam mô Tham Ma dạ. Nam mô Sang Kha dạ. Dạ, con kính tri ân con xin nhập dạ. Dạ, con thành kính lãnh đệ cho Tôn Đức Tăng. Con thành kính lãnh đệ Thượng Tọa Minh Hạnh. Con thành kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Tham Ma Cha Ri, con kính chào quý đạo hữu. Dạ, lâu quá con không có xài laptop, hôm nay con chỉnh âm thanh hoài không được. Dạ được rồi, con mừng quá. Dạ, con xin phép đọc kinh Tiểu Bộ Y Tí Bút Tá Cá, kinh Phật Tự Thuyết, chương
một phẩm bồ đề và chín la mã đoạn sáu. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Gaza, không phải Gaza, tại Gaza Sisa. Lúc bấy giờ nhiều kẻ bệnh tật trong những đêm gió lạnh mùa đông. Giữa những ngày mùng 8 trong thời tiết rơi đang lặn xuống và nổi lên trong nước, làm lặn xuống nổi lên, tưới nước và tế lửa, nghĩ rằng với hành động này được thanh tịnh. Thế Tôn thấy nhiều kẻ bệnh tật ấy trong những đêm gió lạnh mùa đông. Giữa những ngày mùng 8 trong thời tiết rơi đang lặn xuống và nổi lên trong nước, làm việc lặn xuống nổi lên, tưới nước và tế lửa, nghĩ rằng với hành động này được thanh tịnh. Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: thanh tịnh không có nước, ở đây nhiều người tắm, trong ai có chân thật lại thêm có chánh pháp, người ấy là thanh tịnh, người ấy là phạm trí. Dạ con kính thỉnh cô tu nữ Tại Duyên. Dạ con thỉnh kính anh đệ thượng tọa Pháp Tân. Dạ Nam Mô Bụt Tha. Dạ con kính mời cô. Sa thú lên thay. Cảm ơn. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham, Nam mô Sanh Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ thượng tọa Minh Hạnh, thượng tọa Pháp Tăng, đại đức Tuệ Đức, kính lễ cô Tham Ma Chá Rí và thân chào quý Phật tử. Và bây giờ tự nhiên xin đọc kinh Tiểu Bộ. Cảm ơn Bụt Tha Na. Kinh Tiểu Bộ Y Tí Bụt Tá Cá. Kinh Phật Tự Thuyết chương 1 phẩm Bồ Đề. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Gaza tại Gaza Sisa. Lúc bấy giờ nhiều kẻ bệnh tật trong những đêm gió lạnh mùa đông, giữa những ngày mùng 8 trong thời tuyết rơi đang lặn xuống và nổi lên, làm việc lặn xuống nổi lên, tưới nước và tế lửa, nghĩ rằng với thanh tịnh. Thế Tôn thấy nhiều kẻ bệnh tật ấy trong những đêm gió lạnh mùa đông, giữa những ngày mùng 8 trong thời tuyết rơi đang lặn xuống và nổi lên trong nước, làm việc lặn xuống và nổi lên, tưới nước và tế lửa, nghĩ rằng với hành động này được. Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: thanh tịnh không có nước, ở đây nhiều người tắm, trong ai có chân thật lại thêm có chánh pháp, người ấy là thanh tịnh, người ấy là phạm trí. Dạ cảm ơn Vinh Quá Thanh Á. Dạ bây giờ mời thấy tín hiệu của Vinh. Dạ kính mời Sa thú lần thầy cô tu nữ Tuệ Duyên. Nam mô Phật Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Khà Giá. Kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Kính đảnh lễ chư đại đức tăng trong đạo tràng. Kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong rung. Con xin được đọc kinh Tiểu Bộ Y Tí Bụt Tá Cá. Dạ cảm ơn các quý vị cho biết nghe rõ. Kinh Tiểu Bộ Y Tí Bụt Tá Cá, Kinh Phật Tự Thuyết chương 1 phẩm Bồ Đề, bài 9. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Gaza tại Gaza Sisa. Lúc bây giờ nhiều kẻ bệnh tóc trong những đêm gió lạnh mùa đông, giữa những ngày mồng 8 trong thời tuyết rơi đang lạnh xuống và nổi lên trong nước, làm việc lặn xuống nổi lên, tưới nước và tế lửa, nghĩ rằng với hành động này được thanh tịnh. Thế Tôn thấy nhiều kẻ bệnh tóc ấy trong những đêm gió lạnh mùa đông, giữa những ngày mồng 8
trong thời tuyết rơi đang lặn xuống và nổi lên trong nước, làm việc lặn xuống nổi lên, tưới nước và tế lửa, nghĩ rằng với hành động này được thanh tịnh. Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm ứng này: thanh tịnh không có nước, ở đây nhiều người tắm, trong ai có chân thật lại thêm có chánh pháp, người ấy là thanh tịnh, người ấy là phạm trí. Con xin lạc. Đọc xong bài kinh tiểu bộ Itiputtaka Vatana, chắc không thấy ai nữa, chắc Vatana xin được nhận xích đem xin nhiệt hình nữa. Mời xích nhiệt hình nha. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Minh Vatana. Nam Mô Bích Tha Dạ, con thành kính đảnh lễ thượng tọa Pháp Tăng cùng chư tôn đức vừa quan năm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ, cảm ơn cô tu nữ tự duyên Trích Đàm Đông Quang Thanh cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con xin ôn bài tiểu bộ kinh. Dạ, cảm ơn Minh Vatana cho bài học. Kinh tiểu bộ Itiputtaka, kinh Phật tự thuyết, chương 1, phẩm bồ đề, bài chính là mà. Như vậy, tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Gaya, tại Gayasisa. Lúc bấy giờ nhiều kẻ bệnh tóc trong những đêm gió lạnh mùa đông, giữa những ngày mồng 8 trong thời tuyết rơi đang lặn xuống và nổi lên trong nước. Làm việc đang lặn xuống, nổi lên, tưới nước và tế lửa, nghĩ rằng với hành động này được thanh tịnh. Thế Tôn thấy nhiều kẻ bệnh tóc ấy trong những đêm gió lạnh mùa đông, giữa những ngày mùng 8 trong thời tuyết rơi đang lặn xuống và nổi lên trong nước. Làm việc lặn xuống, nổi lên, tưới nước và tế lửa, nghĩ rằng với hành động này được thanh tịnh. Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: chính thanh tịnh không có nước, ở đây nhiều người tắm, trong ai có chân thật lại thêm có chánh pháp, người ấy là thanh tịnh, người ấy là phạm trí. Nam Mô Bích Tha Dạ. Dạ, bản chánh văn đến đây đã chấm dứt. Con thành tâm tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Và sa thú lành thai. Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ duyên Vinh Bát Thanh Á, xin nguyên tình xích Quang Thanh, xích Trần Đào, cảm vân xích Rạng Đông và xích Lào Ca cho đã mất tiêu rồi. Dạ, đã hoan hỷ lên ông bài. Dạ, bây giờ thì con cũng thấy con hai nữa, nhưng con cũng không có thấy bàn tay của vị nào. Và con cũng thỉnh thượng tọa Pháp Thân cho con xin một tín hiệu. Và bài học hôm nay hơi dài, cho con cho phép con thỉnh pháp sư không được không, bạch sư? Nam Mô Bích Tha Dạ. Và thượng tọa Pháp Tâm Pháp Thân có chức máy không, cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ, con kính tri ân sư. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh đắc tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được thượng tọa Pháp Thân giảng giải bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bích Tha Dạ. Nam Mô Tham Ma Dạ. Nam Mô Sang Kha Dạ. Nam Mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Phạm Thiên Vận ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi, biết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vương lộc gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp đỡ các hàng đệ tử,
Có năm thầy thinh giữ pháp từ ra đó là Nhơn Kiều Trần Như được nếm hương vị ưu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ dạp vẹn toàn, một lòng chăm thôi không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cà tam giới thừa ăn phổ cập đám mưa lành rưỡi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng. Tịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá, và con xin phép được đọc phần chánh kinh, và cảm ơn huynh Bát Thanh Đá đã cho bài học. Bài học hôm nay, Kinh Tiểu Bộ Itivuttaka, Kinh Phật Tự Thuyết, chương 1, phẩm Bồ Đề, bài 10 La Mã. Như vậy, tôi nghe một thời Thế Tôn, trú ở Sa Quách Thí tại Chê Ta Quá Ná, ngôi vườn ông Anna Tha Phin Đi Cá. Lúc bấy giờ, Ba Hí Giá, Đa Rú Chi Rí Giá, trú ở Súc Ba Ra Cá, trên bờ biển, được cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường và nhận được y đồ ăn khất thực, sàn tọ, dược phẩm trị bệnh. Rồi Ba Hí Giá, Đa Chư Rí Dí Giá khởi lên tư tưởng như sau: với ai là bậc A-la-hán hay đang đi trên con đường A-la-hán, ta là một trong những vị ấy. Rồi một thiên nhân trước là bà con quyết thống với Ba Hí Giá, Đà Rú Chi Rí Giá, vì lòng từ mẫn, vì muốn lợi ích với tâm của mình, biết tư của Ba Hí Giá, Đà Rú Chi Rí Giá, đi đến Ba Hí Giá, Đà Rú Chi Rí Giá và nói như sau: này Ba Hí Giá, ông không phải là A-la-hán hai đang đi trên con đường A-la-hán. Ông không có đạo lộ ấy. Với đạo lộ này, ông có thể trở thành A-la-hán hai đang đi trên con đường đưa đến A-la-hán. Thành phố tên Sa Quách Thí, trên những quốc lộ phương Bắc, tại đấy có Thế Tôn hiện đang trú, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Vị ấy là bậc A-la-hán thuyết pháp đưa đến quả A-la-hán. Rồi Ba Hí Giá, Đa Rú Chi Rí Giá được thiên nhân ấy thúc giục đi ra khỏi Sắp Ba Ra Cá. Sắp Ba Ra Cá trong suốt đoạn đường trường, chỉ nghỉ một đêm, đi đến chỗ Tôn đang trú ở Sa Quách Thí tại Chê Ta Quá Ná, trong khu vườn Anna Tha Phin Đi Cá. Lúc bấy giờ, nhiều tỷ kheo đang đi kinh hành giữa trời, Ba Hí Giá, Đa Rú Chi Rí Giá đi đến các tỷ kheo ấy, sau khi đến nói như sau: thưa các tôn giả, nay Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác ở đâu? Chúng tôi muốn được ý kiến Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Này Bà Hí Giá, Thế Tôn đã đi vào giữa các nhà để khất thực. Rồi Bà Hí Giá, Đà Ra Chi Rí Giá, Đà Ra Chi Rí Quá mau chóng ra khỏi Chê Ta Quá Ná, đi vào Sa Quách Thí và thấy Thế Tôn đang đi khất thực. Khả ái khởi lên tịnh tinh, các căn an tịnh, tâm ý an tịnh, đạt được an chỉ, chế ngự tối thượng, giống như một con voi được điều phục phòng hộ với các căn an tịnh. Thấy vậy, Ba Hí Giá, Đa Rú Chi Rí Giá liền đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, cúi đầu xuống chân Thế Tôn và bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp cho con, hiện thể hãy thuyết pháp cho con, nhờ vậy con có thể được hạnh phúc an lạc lâu dài.
khi được nói vậy, Thế Tôn nói với Bahiya Darujiriya: không phải thời, này Bahiya, ta đang khất thực lần thứ hai. Bahiya Darujiriya: bạch Thế Tôn, thật khó biết, bạch Thế Tôn, là chướng ngại do mạng sống của Thế Tôn, hai chướng ngại cho mạng sống của con. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp cho con, thiện thệ hãy thuyết pháp cho con, nhờ vậy con có thể được hạnh phúc an lạc lâu dài. Lần thứ hai, Thế Tôn nói với Bahiya Darujiriya: không phải thời, này Bahiya, ta đang khất thực lần thứ ba. Bahiya Darujiriya: bạch Thế Tôn, thật khó biết, vân vân, hạnh phúc lâu dài. Về này Bahiya, ông cần phải học tập như sau: trong cái thấy sẽ chỉ là cái thấy, trong cái nghe sẽ chỉ là cái nghe, trong cái thọ tưởng sẽ chỉ là cái thọ tưởng, trong cái thức tri sẽ chỉ là các thức tri. Như vậy, này Bahiya, ông cần phải học tập. Vì rằng, này Bahiya, nếu với ông trong cái thấy sẽ chỉ là cái thấy, trong cái nghe sẽ chỉ là cái nghe, trong cái thọ tưởng sẽ chỉ là cái thọ tưởng, trong cái thức tri chỉ là cái thức tri. Do vậy, này Bahiya, ông không là chỗ ấy. Vì rằng, này Bahiya, ông không phải, ông không là đời này, không là đời sau, không là đời chặn giữa. Như vậy là đoạn tận khổ đau. Nhớ lời thuyết pháp tóm tắt này của Thế Tôn, tâm Bahiya Darujiriya được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thụ. Thế Tôn sau khi thuyết cho Bahiya Darujiriya lời giáo giới tóm tắt này, liền ra đi. Thế Tôn ra đi không bao lâu, một con bò hút chết Bahiya Darujiriya. Thế Tôn sau khi khất thực ở Sa Quá Thì xong, sau buổi ăn, trên con đường đi khất thực trở về, đi ra đại thành với nhiều tỷ kheo, thấy Bahiya Darujiriya bị chết. Thấy vậy liền nói với các tỷ kheo: này các tỷ kheo, hãy lấy thân xác Bahiya Darujiriya đặt lên trên cái chậm, đem đi hỏa thiêu, rồi xây tháp lên trên. Này các tỳ kheo, một vị đồng phạm hạnh với các thầy đã qua đời, thưa vâng bạch Thế Tôn. Các vị tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Sau khi đặt xác của Bahiya Darujiriya lên trên cái chổng, đem đi hỏa thiêu, xây dựng cái tháp cho vị ấy, rồi đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, thân xác của Bahiya Darujiriya đã được hỏa thiêu, tháp đã được xây dựng, xăm cho vị ấy. Xăm thứ cho vị ấy là gì? Đời sau vị ấy là gì? Này các tỳ kheo, hiền trí là Bahiya Darujiriya đã hành trì tùy pháp, đúng pháp và không có phiền nhiễu ta với những tranh luận về pháp. Này các tỳ kheo, Bahiya Darujiriya đã nhập niết bàn. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: 10. Chỗ nào nước và đất, lửa và gió không chấp trước, tại đây sao không chói, mặt trời không chiếu sáng, tại trăng không chiếu, tại đây u ám không? Khi ẩn sĩ phạm chí, tự mình với trí tuệ thể nhập vào chánh pháp, vị ấy được giải thoát khỏi sắc và vô sắc, khỏi an lạc.
Tôn thuyết giảng và tôi đã được nghe. Và bài chánh kinh đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong rung thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay, và con kính dâng mít đến sư. Hiệu Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa, và con kính dâng mít đến sư. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con xin hình kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính chào Thượng Tọa Minh Hạnh, Lễ Đức Tỷ Đức. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Cái bài học hôm nay đọc hơi và dài, cho nên là chúng tôi sẽ đi vào giảng. Trước khi giảng, chúng tôi cùng quý vị hướng về Tam Bảo đảnh lễ tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Buddhang Pakawantang Apiwadeni. Nhất tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, Đấng Thiên Nhân Sư Bi Trí Vẹn Toàn. Swakato Phakawata Thammo Thammang Namasami. Nhất tâm đảnh lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, đạo chuyển khai ngộ, thực hiện tiền vượt thời gian. Subhatibano Phagawato Sawakasangho Sankhan Namasami. Nhất tâm đảnh lễ chư hiện thánh tăng, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm, là mô phạm của quần sinh, là phước điện của chư thiên nhân loại. Nguyện cầu ân Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức tăng, quý cô tu nữ, quý thiện nam tín nữ luôn được sự an lạc. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay là chúng ta học cái bài số 10 La Mã. Cái phần chánh kinh thì chúng ta đã nghe đọc. Bây giờ chúng tôi xin tóm lược sơ qua về cái câu chuyện cuộc đời của ngài Tôn giả Bahiya. Chúng ta biết rằng ngài để phân biệt được với lại các cái vị tôn giả khác thì ngài có cái tên gọi là Bahiya Duchariya, Bahiya Charuda Chiriya. Để phân biệt lại các cái tên Bahiya khác thì chúng ta thấy cái chữ mà Daru Chiriya, chữ Daru ở đây đó là vỏ cây, nghĩa là vỏ cây. Chữ Chí Rá ở đây đó là cái y. Cái vị này nó có cái câu chuyện như thế này. Chúng ta biết rằng khi mà còn là cư sĩ đó, thì vị này đi con của một cái gia đình trưởng giả, rồi đi buôn, đi buôn, đi buôn bằng cái con đường thủy đó. Đường thủy tức là đi bằng tàu bè đó. Rồi đi trót lọt cũng nhiều chuyến, đi buôn vậy đó, rất là nhiều chuyến trót lọt á. Có một cái chuyến nọ thì bị sóng đánh sao mà bể thuyền đi, vỡ chiếc thuyền ra. Thì Bahiya mới ôm cái miếng ván ở trong cái chiếc thuyền ấy, lội vô, đi vào ở bên trong bờ. Khi mà đi vào bên trong bờ thì quý vị biết rằng do sóng đánh cho nên quần áo rách tơi tả hết. Rách tơi tả, không còn một manh vải nào hết. Cho nên Bahiya bước lên trên bờ mới lượm cái những cái vỏ cây đó quấn vô trong người của mình mặc. Không còn có quần áo để bận, cho nên quấn vô trong người để mặc. Do là trôi dạt ở xa xứ cho nên là bây giờ tài sản thì cũng không còn, quần áo thì cũng không có, cho nên là bị trôi dạt như vậy, cho nên là lấy cái vỏ cây đó quấn vô, quấn để mà mặc. Thì khi mà mặc như vậy thì ông đi khất thực. Chúng ta biết rằng không phải là chỉ có Phật giáo chúng ta đi khất thực đâu, những vị sa môn, những cái tôn giáo khác ở Ấn Độ thời xưa thì người ta cũng đi khất thực, đi khất thực. Rồi người ta mới, những cái người dân xung quanh
họ thấy như vậy, ông bận cái quần, gọi là bận cái quần áo thì toàn là bằng vỏ cây không, cho nên là người ta mới dâng cho cái giải mới, cái giải để mà mận, cúng cho cái giải tốt mà mận. Nhưng mà ông cũng không bận, ông cũng không bận. Thì khi mà ông không bận như vậy đó thì những cái người đó họ lại càng kính phục thêm, những cái người dân họ càng kính phục thêm, cho nên là họ xưng tụng ông như là một cái bậc A La Hán, bậc A La Hán. Mà ông cứ ngỡ là ông là A La Hán. Thì trong cái câu chuyện này đó là cái vị thiên do cái tình thâm trước đây của Bà Hí Giá, cho nên rằng là mắt cho Bà Hí Giá biết là ở nơi đó có Đức Thế Tôn, cho nên là Bà Hí Giá đã đi đến để tìm cầu Đức Phật, tìm cầu Đức Phật. Khi mà tìm cầu Đức Phật, thỉnh Đức Phật ba lần để Đức Phật thuyết pháp đó, thì lần thứ nhất, lần thứ nhì thì Đức Phật ngài đều từ chối, do là Đức Phật ngài nói rằng chưa phải thời. Ở đây đó thì cái câu chuyện này chúng ta muốn biết, có thể nói rằng là Đức Phật là một vị chánh đẳng chánh giác, cho nên là ngài có một cái trí biết được cái căn nguyên, cái thời điểm, cái căn cơ của mỗi chúng sanh. Cho nên là biết Bà Hí Giá chưa có thể chứng đạo ngay từ lúc này, cho nên là Đức Phật ngài không có nhận lời để ngài thuyết pháp. Ngài nói rằng ngài đi khất thực, cho nên là chờ để ngài đi khất thực xong không phải thời để mà ngài thuyết pháp. Thì do vậy đó thì đến lần thứ ba thì Đức Phật nhận để thuyết pháp. Thì khi mà Đức Phật thuyết pháp xong á, thì ngay lúc đó ông chứng A-la-hán, chứng A-la-hán. Thì khi chứng A-la-hán thì như chúng ta biết đó, là một vị A-la-hán khi mà chứng đạo là một là xuất gia liền. Cái nguyên tắc là như vậy, cái thông lệ của chư vị A-la-hán là vậy. Thí dụ như bậc thánh tam quả thì có thể là đời sống người cư sĩ được, nhưng mà bậc thánh A-la-hán thì phải là xuất gia trong vòng 7 ngày. Còn nếu không trong vòng 7 ngày thì phải là tịch diệt, phải viên tịch. Cái nguyên tắc là như vậy. Giờ quý vị còn nghe được không ạ? Xin cho hỏi là quý vị còn nghe được không? Cảm ơn Nguyên Quát, cảm ơn quý vị rất nhiều. Cái thông lệ của chư vị A-la-hán đó là một là sau khi đứng chứng quả vị A-la-hán á, thì vị đó phải xuất gia trong vòng 7 ngày, chứ không có thể nói là đời người cư sĩ được, mang cái hình tướng của người cư sĩ được. Còn không nữa đó là phải tịch diệt. Mà tôn giả Bà Hí Giá ở đây đó là sau khi nghe cái thời pháp của Đức Phật xong á, là chứng quả vị A-la-hán, thì trên cái đoạn đường mà đi kiếm cái y áo á, cho nên là bị cái con bò nó hút chết, cái con bò hút chết, thì đang đi tìm cái y áo để mà bận cho nó đàng hoàng, không còn bận cái vỏ cây nữa đó, thì lúc đó là đang đi tìm vậy thì bò nó hút. Thì ở đây đó chúng ta biết rằng là ngài Đức Phật còn xưng tán thán tôn giả Bà Hí Giá là một cái vị tốc trí. Tốc trí có nghĩa là nghe cái thời pháp xong là chứng quả vị A-la-hán liền. Đó là một cái vị đệ nhất về tốc trí, tức là cái trí nhanh, cái trí nhanh. Và nói rằng cái nguyên nhân tại làm sao mà tôn giả Bà Hí Giá bị bò hút, thì ở trong tiền kiếp thời xưa đó, thời Đức Phật Padumuttara đó, thì lúc đó ông cũng là một cái người cư sĩ để hộ trì, cho nên là hộ trì Tam Bảo. Nhưng mà ông nguyện là xin cho ông được là chứng đắc tốc trí, xin cho ông được chứng đắc tốc trí, tức là dễ dần chứng quả A-la-hán. Nhưng mà cái thời xa xưa nữa đó, quý vị còn nghe không ạ? Quý vị còn nghe không ạ? Chúng mạng của chúng tôi nó hơi yếu. Dạ. Thời xa xưa nữa thì nguyên nhân làm sao mà Bà Hí Giá bị bò hút á, thì thời xa xưa ông là một cái người, một vị tướng cướp, cho nên là ông đã giết một vị Phật độc giác, tức là sát hại một vị Phật độc giác, rồi ông lấy luôn cái y bát của Phật độc giác luôn,
Do như vậy cho nên ông bị cái quả là bị bỏ hút. Bị bỏ hút. Đó là chúng tôi nhắc sơ về cái câu chuyện của tôn giả Ba Hí Giá, là một vị A-la-hán được Đức Phật tán thán là một cái vị đệ nhất về tốc trí, tức là chứng quả vị A-la-hán. Khi mà nghe được một cái thời pháp, rồi khi mà giai đoạn mà đi lượm cái y, đi kiếm cái y đó, thì bị bò hút chết, chưa có kịp xuất gia nữa thì lại là chết rồi. Thì cái nghiệp đó là như vậy. Bây giờ chúng tôi trở lại cái bài kệ mà ở đây được nói đến. Cái bài kệ ở đây được nói đến. Cái bài kệ ở đây đó là: chỗ nào nước và đất, lửa gió không chấp trước. Chúng ta biết rằng ở đây tức là chỉ cho cái thân tứ đại này, cái thân tứ đại này. Và cái người tu tập á, đặc biệt là khi mà mình nói đến cái người mà quán chiếu á, quán chiếu tu tập thiền quán á, thì mình nhìn lại với cái thân tứ đại của mình. Mình nói tứ đại tức là gồm có đất, nước, lửa, gió, tức là bốn đại, chỉ nói sắc pháp thôi. Nhưng mà nói ngũ quẩn á, tức là chỉ cho cái thành phần danh quẩn và sắc quẩn. Như chúng ta biết, thân ngũ quẩn của chúng ta có bốn cái thành phần. Nếu nói về sắc pháp thì có bốn: đất, nước, lửa, gió, hay là những cái sắc phụ thuộc khác. Còn nếu nói bốn cái thành phần danh quẩn, tức là thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, tức quẩn, đó là cần phải quán chiếu. Hoặc là ở chỗ có thể nói là ngũ quẩn cũng được, hoặc nói 12 xứ, hoặc là 18 giới, cũng chỉ cho ngũ quẩn. Cũng chỉ cho ngũ quẩn, tức là cái đối tượng mà để cho một cái vị hành giả cần phải quán chiếu. Quán chiếu. Bây giờ khi chúng tôi nói như vậy đó, thì quý vị thấy rằng ở hai cái câu kế tiếp đó, nó tại đây sao không chối, mà trời mặt trời không chiếu sáng, tại đây không trăng chiếu. Ý muốn nói tức là ở đây không có sự quán chiếu, hay là không có cái gì, không có minh sanh khởi. Thì bây giờ đó, chúng ta thấy rằng ở trong cái đời sống tu tập của một cái vị mà, một cái người tu của chúng ta hàng ngày, vì sao mà chúng ta thấy trong Phật giáo nguyên thủy của chúng ta đó, thì ở có hai cái loại thiền mà chúng ta được biết, tức là Samatha Kamathana hay hoặc là Vipassana Kamathana, có nghĩa là thiền định, hay là thiền chỉ, hay là hoặc là thiền quán, hoặc là thiền tệ. Thì đó là nói đến cái sự quán chiếu của một vị hành giả. Thì bây giờ đó, quý vị thấy nè, cái thân của mình á, thì sự thật ra đó là được hình thành bởi nên các cái vật chất. Cái thân của chúng ta được hình thành bởi nên cái vật chất, được nuôi dưỡng bởi các cái dưỡng tố, tức là các cái loại đoàn thực, tức là các cái dưỡng tố để nuôi cơ thể chúng ta, dù là chất lỏng hay là chất đặc, cái cứng hay là mềm, tức là nhờ ăn nhờ uống mà chúng ta có cái cơ thể này. Nhưng mà rồi đó, thì chính cái thân ngũ quẩn này đó, đó là một cái đối tượng để chúng ta quán chiếu. Chúng ta thấy nãy đọc ở trong kinh đó, là không có cái tôi, cái ta ở trong sắc quẩn này, trong đất, nước, lửa, gió này, hay là không có cái tôi, cái ta ở trong cái sự cảm thọ này, hoặc là không có cái tôi, cái ta ở trong cái gì, ở trong cái thọ tưởng quẩn này, hành quẩn này, hoặc là thức quẩn này. Như vậy thì nhìn về cái tổng thể đó, thì cái người mà tu tập thiền quán đó là cần phải quán chiếu. Quán chiếu. Mà ở đây đó là mình đòi hỏi một cái vị hành giả tu tập thiền quán thì cần phải có chánh niệm. Xin thưa quý vị là cần phải chánh niệm trong mọi lúc, trong mọi nơi. Bởi vì chánh niệm là cái yếu tố then chốt để giúp cho một cái vị hành giả quán chiếu. Quán chiếu. Như là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài dạy ở trong kinh Thập Thượng đó, Ngài dạy rằng Satisapachanya,
ime đuê tham bahukara, tức là chánh niệm và tỉnh giác đó là hai pháp có nhiều tác dụng. Cho nên là cái người hơn nữa đó, cái người tu tập thiền quán thì chánh niệm và tỉnh giác là yếu tố rất là quan trọng, yếu tố rất là quan trọng của một cái vị hành giả. Nhờ chánh niệm tỉnh mình mới có thể được cái sự sanh diệt của thân và tâm mình, của danh và sắc này, mình mới thấy đó là sự thật ra đó, cái gì ở trong cơ thể chúng ta nó cứng á, thì đó là đất ha. Cái gì cứng hoặc là mềm nó là đất. Cái gì nóng hoặc lạnh á, đó là lửa. Cái gì căn phòng và di chuyển á, thì gió. Còn cái gì mà tôm ướp rịnh chảy đó thì cái đó nó thuộc về nước. Thân tứ đại của chúng ta là vậy. Rồi năm bốn cái thành phần danh quẩn của chúng ta, tức là thọ, các cái sự cảm thọ, vui buồn bình thản, vui buồn bình thản, vân vân, thì những cái sự cảm thọ đó nó cũng là vô thường, là vô thường, là vô thường. Rồi các cái tưởng của chúng ta cũng vậy, cái kinh nghiệm mà chúng ta nhìn cái gì qua, cái tưởng ở đây đó là cái kinh nghiệm cảnh. Khi mà chúng ta nhìn cái gì hoặc là chúng ta nghe cái gì, nghe cái âm thanh gì, chúng ta nhìn cái vật gì, hoặc là chúng ta buồn vui ra sao đó, bây giờ chúng ta nhìn lại cái đó, chúng ta nghe cái đó, chúng ta ngửi cái đó, chúng ta biết như vậy, thì cái đó nó là do cái tưởng của chúng ta thôi. Cái kinh nghiệm mà trước đây chúng ta đã từng biết. Vì vậy cho nên ở đây đó, cả các cái nhận thức của cái tâm của mình, mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình đụng, tất cả những cái đó, bởi vì những cái đó đó nó cũng là vô thường. Những cái đó nó cũng là vô thường. Cho nên là ở trong các cái giác quan chúng ta đó, tiếp xúc với các cái trần cảnh, nó vốn là không có cái gì là chắc bền ở trong đó. Không có cái gì chắc bền ở trong đó, và không có cái gì gọi là bền vững ở trong đó. Do rằng mình tự chấp rằng cái thấy đó là do tôi thấy, nghe đó là tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng, tôi buồn, tôi vui, tôi thỏa mãn, tôi thích thú, hay là tôi không thỏa mãn, không thích thú, thì tất cả những cái cảm thọ đó, đó nó cũng đều là vô thường. Không có cái tôi thấy, tôi nghe trong đó, không có cái tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng, tôi suy nghĩ ở trong đó, không có cái tôi trong đó. Thường đó là khi chúng ta chấp một cái gì đó ở trong năm quẩn của chúng ta, thì chúng ta có sanh ra những cái, chúng tôi gọi là đó là những cái phản ứng của tâm lý, phản ứng của tâm lý. Khi mà mình buồn, mình vui, mình thỏa mãn, mình thích thú, mình này mình kia đó, thì tất cả những cái điều đó, đó nó đều là biến động, không bao giờ bền vững. Chúng ta thấy không, mình buồn cũng không bao giờ buồn hoài, rồi mình vui cũng không bao giờ vui lâu, rồi mình bình thản cũng không bao giờ mình bình thản lâu nữa. Những cái trạng thái của tâm lý đó nó luôn luôn có cái sự thay đổi. Cho nên ở đây đó, về sắc thọ tưởng hành thức ấy, mà cái người tu tập thiền quán đó, là cần phải quán chiếu, cần phải quán chiếu. Mà nhờ cái gì? Nhờ chúng ta có cái chánh niệm. Chánh niệm ở đây đó là cái mà chúng ta ghi nhận, ghi nhớ, biết được cái sự diễn biến đang diễn ra, đang có mặt, đang diễn ra. Khi mà mình có chánh niệm rồi, mình biết rõ được cái sự diễn biến đó đó, nó liên quan đến chánh niệm và tỉnh giác đó, thì thật sự là lâu ngày chày tháng mình mới thấy được cái sự sanh diệt vốn nó là vô thường, vốn nó là năm quẩn, nó là vô thường, năm quẩn nó là khổ. Bởi vì sao? Chính vì cái sự thay đổi bức bách, thay đổi liên tục như vậy đó, không đứng yên như vậy đó, cho nên nó là hiện tượng của sự não hại, hiện tượng của sự khổ, do cái sự bức bách của tâm lý, do sự bức bách của thể chất.
Và chính vậy cho nên là mình có luôn luôn trong một cái trạng thái, đó là một trạng thái khổ. À, trạng thái khổ, cái khổ mà cái người tu tập thiền quán á, thấy được đó, nó không phải là mình thấy bởi cái khổ của thông thường như ở bên ngoài mà ta nói là sanh già bệnh chết, mà cái khổ là do cái tính chất thay đổi, biến đổi vô thường, khổ vô ngã đó, biến đổi vô thường đó, cho nên mình thấy được cái sự bức bách đó, cho nên mình mới thấy khổ. Mà thấy khổ này đó là bằng cái tuệ giác của một cái vị hành giả, đặc biệt là mình nói cái trí đạo. Thí dụ như bây giờ chúng ta thấy rằng là nói là tu hành ở trong Phật pháp này là con đường tu tập bát chánh đạo hay là bát thánh đạo. Bởi vì bát chánh đạo hay là bát thánh đạo, tức là bát chánh đạo tức là tám cái con đường, tám cái đường chân chánh hay là tám ngành chân chánh mà một cái vị hành giả cần phải nương theo để tu tập. Ví dụ như mình có chánh kiến, có chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thì khi chúng ta nương tựa vào đó để chúng ta thực hành, thí dụ như mình nói là sở hữu bát chi đạo, nói trong Di Diệu Pháp á, là sở hữu bát chi đạo nằm ở trong tâm đại thiện, phối hợp với những tâm đại thiện. Sở hữu bát chi đạo tức là chánh kiến, tức là sở hữu trí tuệ. Chánh tư duy là sở hữu tầm. Chánh ngữ là sở hữu chánh ngữ. Chánh nghiệp là sở hữu chánh nghiệp. Chánh mạng là sở hữu chánh mạng. Chánh tinh tấn là sở hữu cần, chánh niệm là sở hữu niệm, và chánh định là sở hữu nhất hành ở trong tâm đại thiện. Tức là mình đang nói cái giai đoạn tu tập của một vị hành giả. Thì cái người mà tu tập á, quý vị thấy rằng á, là mình tu tập ở trong tâm đại thiện, đối với một người phàm phu của chúng ta nói riêng, thì đều là thực hiện, mình ở trong cõi dục thì mình đều là thực hiện bằng những cái tâm đại thiện đó mà thôi. Trên cái phương diện thiền, tu tập thiền của một vị hành giả. Cho nên là mình thấy có chánh kiến, tức là mình thấy cái sự sanh diệt đó, mình không có ngã chấp ở trong đó, không có cái ngã chấp ở trong cái tôi, tự ngã của tôi hoặc là của tôi, tôi, tự ngã của tôi hoặc là tự ngã, hoặc là tôi, của tôi ở trong đó. Tức là không có cái tôi và không có cái sở hữu tôi, hoặc là không có cái của, cái tôi ở trong cái tôi đó. Tức là nói cái tự ngã ở trong năm quẩn này, do rằng chấp tự ngã ở trong năm quẩn, cho nên là chúng ta có cái ngã chấp thủ đó. Từ cái ái chấp, cho nên là chúng ta có cái liên quan đến cái ngã chấp thủ. Từ cái ái, tức là ái ở trong cái tự thân của mình, ái ở trong cái sự ham thích ở trong ngũ dục, ái ở trong sự hướng đến, mong cầu hướng đến cái sự tái sanh. Thì cái ái đó đó, do những ái như vậy đó, cho nên làm cho cái sự chấp thủ của mình có mặt. Tức là liên quan đến cái ngã chấp thủ ở trong đời sống. Tức là mình nhìn nhận cái gì đó, nó cũng đều liên quan đến cái tôi, cái ta trong đó đó. Cái tôi, cái ta. Và do mình cho rằng cái tôi, cái ta hay cái của tôi trong đó đó, nó đều là khổ, nó là khổ. Vì vậy cho nên ở đây đó, một vị hành giả tu tập thấy được cái tính chất thông qua cái tam tướng, tức là tam tướng ở đây chỉ cho cái vô thường tướng, chỉ cho cái khổ tướng và chỉ cho cái vô ngã tướng, vô ngã tướng. Như vậy thì ở đây đó, cái vô thường là cái tính chất sanh diệt của nó, do cái tính chất sanh diệt của nó cho nên là có cái sự bức bách, vì vậy cho nên có hiện hữu sự khởi, hiện hữu sanh khởi ở trong năm quẩn này. Và do có hiện hữu cái sự sanh khởi ở trong năm quẩn này đó, bức bách trong sanh khởi trong năm quẩn này đó, cho nên chúng ta mới thấy rằng là
chính cái đó vốn là không có cái chi là tôi hay là tự ngã của tôi hoặc là của tôi trong đó. Cho nên ở đây chính cái ngã chấp đó, đó làm cho mình khổ thôi. Thí dụ như bây giờ nè, chúng ta thấy vì sao ta khổ? Vì người đó làm tổn thương tôi, cho nên là mình buồn. Tổn thương bằng lời nói, tổn thương hành v.v. Cho nên là mình buồn, mình khổ. Rồi cái khổ, cái vui mà chúng ta đang có đó, thì nó đâu có hoài, nó đâu có bền bỉ hoài. Nó cũng phải biến đổi thôi, nó cũng phải thay đổi. Thay đổi cái vui, cái buồn, cái bình thản, nó cứ vậy. Chúng ta sống ở trong cái cảm thọ, chúng ta sống trong cái cảm thọ, tức là chúng ta buồn, vui, bình thản, nó cứ như vậy hoài, cứ thay đổi. Từ trạng thái tâm lý này cho đến trạng thái của tâm lý khác, thì những cái trạng thái đó là thay đổi đó. Cho nên là cái người tu tập thiền quán làm sao thấy được cái tính chất vô thường ở trong năm uẩn của mình. Mà ở đây đó là sở hữu bát chi đạo nằm ở trong tâm thiện, tâm đại thiện. Bởi vì nằm ở trong tâm đại thiện là chúng ta mới, chúng ta có chánh niệm để chúng ta thấy. Nhưng mà sở hữu bát chi đạo mà nó sanh ở trong trong tâm đạo á, thì đó là trí đạo, thuộc về trí đạo. Trí đạo tức là cái trí của bậc thánh sanh khởi, trí của bậc thánh sanh khởi. Có chánh kiến ở trong cái sự sanh diệt đó, hoàn toàn đoạn trừ được cái ngã chấp thủ ở trong đó, đoạn trừ được cái 10 cái phiền não mà chúng ta biết gọi là thập phiền não đó. Thập phiền não tức là thân kiến, nghi, giới cấm thủ, dục ái, sân, ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, vô minh và phóng dật đó. Thì 10 cái pháp đó là những cái pháp kiết sử, cái pháp trói buộc chúng sanh sanh tử luân hồi. Mà cái chỉ có cái tâm trí đạo đó, tức là cái trí nằm ở trong tâm đạo, trong tâm đạo, sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, sanh ở trong tâm đạo đó mới có cái khả năng để cắt đứt những phiền não, cắt đứt phiền não. Thì ở đây chúng ta thấy cái câu mà nói rằng mặt trời tại đây không tại đây sao không chói, trời không tại đây trăng không chiếu, tại đây u ám không, tức là chỉ cho cái vô minh, chỉ cho cái vô minh. Mình không thấy được, không biết được, mà cái vô minh là pháp để che lấp. Mà trong kinh nói rồi, minh sanh thì vô minh diệt, minh sanh thì vô minh diệt. Mà quý vị thấy rằng á, hả, minh sanh tức là chỉ cho cái trí của một bậc thánh, đặc biệt là trí của bậc A-la-hán, trí của bậc A-la-hán. Minh sanh ở đây chỉ cho cái gọi là cái trí đạo, đặc biệt là chỉ cho cái, nói đến cái gọi là túc mạng minh, tử minh và lậu tận minh. Tức là ngay cả cái minh sanh ở đây, tức là khi mà tâm của một vị A-la-hán chứng khởi đó, thì vị, chúng ta nhớ rằng có những vị đó A-la-hán chỉ quán chiếu rồi chứng đắc, có những vị A-la-hán thì gọi là A-la-hán tam minh, tức là chứng tam minh, tức là chứng ba cái minh mà chúng tôi đã nói kỳ nãy, tức là túc mạng minh, sanh tử minh và lậu tận minh. Rồi có những vị A-la-hán thì chứng lục thông, chứng lục thông. Rồi có những vị A-la-hán thì có tứ tuệ phân tích. Nhưng vậy thì có những vị A-la-hán chỉ chứng quán chiếu rồi chứng quả vị A-la-hán thôi, chứ không có không có lục thông hay là không có tứ tuệ phân tích. Nhưng mà nói gì đi nữa thì những vị A-la-hán đó đều phải có cái gọi là chứng tam minh, chứng tam minh, chứng tam minh, tức là thấy được cái đời sống sanh tử của mình và những chúng sinh khác luân hồi là như vậy, thấy được cái hạnh nghiệp của chúng sanh và mình ở trong nhiều kiếp, để có mặt ở trong hạnh nghiệp như thế nào để tái sanh cảnh giới này,
hạnh nghiệp như thế kia, tái sanh cảnh nó giới nọ, vân vân. Rồi cuối cùng đó là chứng cái lậu tận minh, tức là do đoạn trừ được dục lậu, kiến lậu, hữu lậu và vô minh lậu, tức là bốn cái pháp lậu hoặc mà nó ngâm tẩm nhận chìm chúng sanh trong sanh tử luân hồi. Cho nên chính cái dục lậu là làm cho chúng sanh ham thích ở trong cái sự thụ hưởng đối với các cái giác quan của mình, giác quan của mình ưa thích thụ hưởng ở trong cái giác quan của mình. Rồi dục lậu tức là sự ưa thích ham muốn tái sanh ở trong cõi dục. Khi mà tâm của một vị A-la-hán sanh khởi lên á, A-la-hán đạo sanh khởi lên á, thì cắt đứt được cái dục lậu, cắt được cái kiến lậu. Chúng ta biết là nói, mặc dù nói là tứ lậu thì trong đó kiến lậu và hữu lậu nó cũng là một. Nhưng mà nói cần phân tích ra rõ đó, đó là kiến lậu và hữu lậu nó là riêng. Nhưng mà trong kinh có tăng chi ấy, thì có thể nói nêu ra là ba pháp thôi. Tức là nói đến cái kiến lậu thôi, chứ không nói đến hữu lậu. Mà hữu lậu ở đây chúng ta hiểu bao gồm luôn cả cái kiến lậu ở trong. Do cái quan niệm chấp sai, chấp thường, chấp đoạn, chấp có, chấp không ở trong đó. Và do cái chấp như vậy cho nên là chúng sanh nó liên quan đến cái tham ái, mà nó liên quan đến cái chấp thường kiến và đoạn kiến. Và chính vì vậy cho nên cái hữu lậu và kiến lậu đó được kể chung cho một pháp. Còn cái vô minh lậu là một pháp ngăn che, tức là ngăn che cái gì? Ở trong kinh định nghĩa rằng là vô minh là gì? Vô minh là bất tri khổ, bất tri tập, bất tri diệt, bất tri đạo. Tức là không có rõ về bốn cái sự thật đó. Bốn sự thật đó. Không có rõ về bốn sự thật. Hay trong kinh định nghĩa là vô minh là gì? Vô minh tức là bất tri quẩn xứ giới, quá khứ, hiện tại và vị lai. Thì bây giờ nè, là bất tri, tức là không thấy rõ được cái sự sanh diệt của năm quẩn đó bằng cái trí đạo. Bằng cái trí đạo. Và do vậy cho nên sanh ra cái ngã chấp thủ ở trong đó. Thấy đây là tôi, đây là tự ngã của tôi, đây là cảm thọ của tôi, đây tôi dù, tôi bôi, tôi vui, tôi buồn, tôi thản nhiên. Tất cả những cái cảm thọ đó là chúng ta do cái ngã chấp, cho nên là chúng ta bị trói buộc ở trong. Mà ngã chấp này là chính cái do cái sự tham ái, cái sự tham ái. Và vì vậy cho nên ở đây đó, khi mà minh sanh thì vô minh diệt, minh sanh thì vô minh diệt. Hả, mà đối với cái tâm trí đạo của một vị A-la-hán, đặc biệt là cái tâm trí tứ đạo đó, thì cái tâm này sanh khởi lên đó, thì đoạn trừ luôn cái vô minh, đoạn trừ luôn cái vô minh. Chúng ta biết rằng có những vị A-la-hán đó, thì như thế này, có những vị A-la-hán chứng sơ quả rồi lại ngưng đó, rồi sau một thời gian sau đó thì vị khác, vị đó sẽ chứng quả vị A-la-hán, hoặc là chứng tam quả, hoặc là nhị quả, rồi ngưng đó, hoặc là chứng quả vị A-la-hán, tùy. Nhưng mà có những vị là chứng quả vị, thí dụ như tam quả, rồi lại tái sanh về cái tịnh cư thiên, ở đó tiếp tục tu tập nữa, một thời gian sau thì chứng đắc niết bàn giải thoát, là như vậy. Rồi có những vị đó là chứng một cái rạc, chứng một cái rạc, tức là chứng tốc trí đó, như là ngài Ba Hí Giá đó, tứng chứng một cái rạc, tức là chứng từ sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả luôn, tứ quả luôn, chứng quả vị A La Hán một cái rạc. Sau khi nghe cái thời pháp của Đức Phật vừa xong thì vị đó chứng quả vị A La Hán thì cái đó là trong cái trường hợp có những cái vị A La Hán là như vậy, như trường hợp của ngài Tôn giả Ba Hí Giá ở đây là như vậy. Chúng tôi nói điều này để quý vị thấy rằng là ở trong cái quán chiếu đối với năm quẩn, nó liên quan đến tứ thánh đế, nó liên quan đến tứ thánh đế.
nó liên quan đến cái khổ mà vị đó phải nhận thấy. Cái khổ ở đây đó là khổ mà tự ở trong thân của họ, trong cái thân năm quẩn này, mà do họ thấy được cái sự bức bách, sự sanh diệt của sắc quẩn, của thọ quẩn, của tưởng quẩn, của hành quẩn này, mà vị đó thấy được sự khổ, thấy được sự khổ. Rồi các ngài cũng biết được nhân đưa đến khổ từ ở trong cái tự thân này là cái gì. Ở lúc bấy giờ nó không còn là những cái lý thuyết, nó không còn là cái trí văn, mà ở đây muốn nói đến tức là cái trí tu chứng của một vị hành giả, thấy được cái sự nguyên nhân mà đưa đến khổ từ ở cái tha mái, từ ở cái ngã chấp này mà dẫn đến cái khổ, dẫn đến cái khổ đó. Vị hành giả thấy rõ như vậy, biết rõ đó, thấy được cái nguyên nhân đó là chính do cái tha mái, do cái chấp thủ, cho nên là dẫn đến cái khổ. Mà cái khổ này là cái hiện quả, cái hệ quả của cái thân tứ, thân ngũ quẩn mình. Bởi vì cho nên Phật dạy rằng khổ đế là pháp cần phải biết, khổ đế là pháp cần phải biết. Vì vậy cho nên trong kinh chúng ta nghe là Đức Phật ngày dạy rằng là Như Lai ra đời chỉ dạy hai điều, đó là nêu lên sự khổ và sự chấm dứt khổ. Hai điều, tức là nêu lên sự khổ và sự chấm dứt khổ. Nhưng mà nêu lên sự khổ ở đây đó là không phải là chúng ta thấy là sanh già bệnh chết buồn rầu tai nạn là khổ không đâu, mà ở đây là thấy cái khổ trong cái sự bức bách của chính thân năm quẩn của mình, nhờ cái chánh niệm tỉnh giác quán chiếu đó, vì đó mới có cái tuệ đạo, đạo tuệ ở trong đó, vị đấy mới cắt đứt được những cái phiền não, những cái pháp tiềm miên phiền não nhận chìm chúng sanh trong sanh tử luân hồi. Cho nên là cái người, cái vị mà thấy được cái sự khổ đồng nghĩa là vị ấy biết được cái nguyên nhân của khổ, nguyên nhân dẫn đến khổ, tức là thấy được cái tập đế, thấy được cái tập đế. Tập đế nó sanh khởi từ ở trong cái chính cái thân của mình, cái ở do đâu mà ra. Khổ đế là pháp cần phải biết, thì cái thân ngũ quẩn của mình nó là hệ quả của khổ, hệ quả của khổ. Hệ quả ở đây là do tập đế, chính do cái tha mái mà ra, do tha mái, do chấp tủ mà ra. Cho nên là chúng ta có cái thân ngũ quẩn này là cái hệ quả của nó, cái hệ quả, cái hệ quả mà chúng ta thấy khổ là do cái sự bức bách của thân và tâm này, sự thay đổi sinh diệt này, vốn là thay đổi sanh diệt và bức bách khổ đó như vậy. Cho nên các ngài mới thấy rõ là chính cái này là rỗng không nè, chính cái này là không có cái chi là của tôi trong đó. Cho nên cái người mặn trừ được cái ngã chấp thủ, cái ngã chấp thủ, thì vị đấy mới có thể là chứng hoàn toàn là một vị A-la-hán. Một vị A-la-hán là như vậy. Cho nên là thấy được cái sự khổ, mà thấy được sự khổ thì vị ấy, quý vị thấy rằng nguyên nhân sanh khổ, nếu lên sự khổ và cái sự chấm dứt khổ, tức là chỉ cho diệt đế, tức là niết bàn. Chỉ cho diệt đế, tức là niết bàn. Mà muốn có niết bàn thì vị ấy đã thực hành bát chánh đạo rồi, thực hành đạo đế rồi, đạo đế rồi, trong giai đoạn quán chiếu của một vị hành giả. Quán chiếu, chánh kiến là thấy được cái sự sanh diệt ở trong thân và tâm của mình, để đoạn trừ cái ngã chấp. Rồi chánh tư duy, tức là không có để cái suy tư của mình nó liên quan đến tham dục, nó liên quan đến sân hận, nó liên quan đến cái não hại. Đó là chánh tư duy, mà nó sanh ở trong tâm của Bậc Thánh. Cái tâm trí đạo, gọi là trí đạo, sanh khởi lên để mà cắt đứt những cái phiền não. Rồi chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, ba cái chánh đó ta được gọi đó là giới của một vị A-la-hán, giới của một vị thánh quả. Bởi vì nếu mà ba cái sở hữu này, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, nếu mà sanh ở trong một cái người phàm phu thì nó là bất định và nó không đồng loạt. Bất định và nó không đồng loạt. Bất định và không đồng loạt là sao? Nó bất định có nghĩa là có lúc không.
Mình nói mình tu giữ chánh nghiệp là cái nghề nghiệp là chân chánh, mình nói vậy, chứ còn có những lúc mình bị sao nhãng, sao nhãng, mình lo tập trung vào việc khác, tập trung vào khác. Rồi có khi mình nuôi cái đời sống của mình bằng đời sống chánh, nhưng có lúc mình cũng bị sao nhãng. Có khi thì mình có được chánh ngữ, nhưng mà có lúc mình cũng không có chánh ngữ. Cho nên có thể có và có thể không. Vì vậy cho nên là gọi là bất định. Nhưng mà nó không đồng loạt là sao? Nó không đồng loạt là không bao giờ mà cả ba cái tâm sở này mà nó sinh đều đặn có đùng một lúc được. Đối với người phàm phu, có khi mình có chánh ngữ nhưng mà mình không có chánh nghiệp. Có khi mình có chánh nghiệp mà mình không có chánh ngữ. Có khi mình có chánh mạng mà mình không có chánh ngữ, vân vân. Cho nên là ở đây nó không đồng loạt là như vậy. Nhưng mà ngược lại, sở hữu bát chi đạo này mà nó sanh trong tâm bậc thánh á, thì phải nói rằng là ba cái sở hữu giới phần này đó, thì phải nói rằng là nhất quyết là phải có, mà phải có, chứ không thể không có được. Chứng đạo, chứng đắc đạo quả thì cũng phải có cái sở hữu này để nó lên, nó có thể ngăn trừ, nó đoạn trừ những cái phiền não. Ba sở hữu bát chi đạo này, tức là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Nói như vậy không phải là chỉ có ba cái sở hữu này không, mà khi mà một vị hành giả, đặc biệt là một vị thánh á, thì sở hữu chi đạo này buộc phải có mặt, phải có mặt đầy đủ. Còn chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, nó sanh ở trong tâm của chúng phàm phu, của người phàm phu á, thì rõ ràng là nó cũng không có thể có đầy đủ, hay là nó có điều đặn đầy đủ như là sanh ở trong tâm bậc thánh. Chúng ta lưu ý như vậy. Như vậy thì ở trong sở hữu bát chi đạo mà sanh ở trong tâm đạo á, thì có cái khả năng để đoạn trừ những cái phiền não. Bây giờ chúng tôi nói rằng khi mà một vị hành giả mà chứng đắc được niết bàn, thấy được cái sự chấm dứt khổ đó, tức là do là đoạn trừ được tha mái cho nên là vị đó không khổ. Mình làm sao mình nhận được sự khổ á? Chúng ta không có quan trọng là tu kiếp sau phải thành cái này thành cái kia, nhưng mà ở đây đó, là khi mà mình tu tập á, làm sao mình có cái bát chánh đạo ở trong tâm của mình. Mình nói ở trên phương diện tu tập á, thì chúng ta luôn luôn trau dồi bằng tám cái pháp đó, tám pháp đó. Nhưng mà nếu chúng ta để trở thành một bậc thánh thì chúng ta có đầy đủ tám pháp đó ở trong mỗi tâm của một bậc, mỗi một vị thánh như vậy, mỗi một vị thánh như vậy. Cho nên cái người mà đoạn trừ được cái phiền não đó, hoàn toàn những phiền não, thì vị đó là niết bàn đó, là niết bàn đó. Tức là niết bàn là gì? Niết bàn là không còn cái phiền não. Niết bàn là chặn đứt cái căn sanh tử luân hồi, không còn có cái sự tái hiện nữa. Nhưng mà ở đây chúng ta phan bàn là có mặt hay là không có mặt ở đời sau gì đi nữa, mà chúng ta chỉ nói là niết bàn là sự chấm dứt khổ. Khi một người mà đoạn trừ được cái căn nhân đưa đến khổ đó, tức là phiền đó, thì cái người đoạn trừ hết hoàn toàn thì vị đó chấm dứt khổ thôi, tức là niết bàn thôi. Còn cái vị, dĩ nhiên là khi mà để mà thành tựu được cái niết bàn đó, thì vị hành giả đó cần có cái gì? Vị hành giả đó phải có thực hành bát chánh đạo, hay gọi là bát thánh đạo. Bát thánh đạo sở hữu bát chi đạo này mà nếu nó sanh ở trong người phàm phu của chúng ta, tức là chúng ta làm sao để trau dồi tu tập, thì đó là giai đoạn tu tập của một vị hành giả. Chúng ta luôn luôn trau dồi bát chánh đạo đó. Nếu sở hữu bát chi đạo này mà nếu nó sanh ở trong tâm thánh á, tâm bậc thánh á, thì đó gọi là giai đoạn tu chứng. Giai đoạn tu chứng, tu chứng của một bậc thánh giả. Một bậc thánh giả, khi bậc thánh giả tâm nó sanh khởi lên á, do quán chiếu đoạn trừ, thì đoạn trừ những phiền não để cắt đứt những cái tham ái,
cắt đứt được những cái ngã chấp, cho nên là vị đó mới có được cái sự an lạc mà trong kinh được gọi là Nibbanang Paramang Sukhang, tức là Niết Bàn là an lạc tối thượng. Niết Bàn là an lạc tối thượng. Bởi cái an lạc của cái bậc thánh á, là an lạc của an lạc thấy được Niết Bàn. Dù là bậc thánh tu đầu quần đi nữa thì vị đó mới thấy sơ khởi của Niết Bàn thôi. Sơ khởi của Niết Bàn thôi. Nhưng mà cũng là cái an lạc rất là cao quý, do là cái tâm đã dứt trừ được những cái phiền não. Thí dụ như bậc thánh tu đầu quần thì dứt trừ được ba cái kiết sử, cho nên các ngài không có bị hệ lụy ở trong ba cái kiết sử trói buộc đó, không có bị hệ lụy ở trong ba cái kiết sử đó, cho nên là các ngài có được cái sự an lạc. An lạc thì ở đây đó, khi nói rằng tại đây ta không u ám, tức là chỉ cho không còn vô minh đó. Không còn u ám tức là chỉ cho một vị mà không còn vô minh, mà vị không còn vô minh tức là chỉ cho bậc A-la-hán. Bởi vì vị A-la-hán thì đoạn trừ được 10 cái thượng phần kiết sử sau cùng, tức là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, vô minh và phóng dật. Cho nên cái căn nhân để đưa đến năm quẩn nó không còn, không còn tái hiện của năm quẩn, không còn sự khổ nữa. Khi ẩn sĩ phạm chí tự mình giới trí tuệ, tức là chỉ cho cái trí đạo đó, cái minh á, trí đạo ở trong tâm bậc A-la-hán á, thể nhập vào chánh pháp, vị ấy được giải thoát khỏi sắc và vô sắc, khỏi an lạc khổ đau. Như vậy thì ở đây đó, vượt ra khỏi sắc và vô sắc, vượt qua khỏi sắc và vô sắc. Cái cõi của chúng ta đó là cõi dục. Cõi dục mà nếu nói thế giới quan thì là 11 cõi. Mà cõi dục là nó chứa cái gì? Nó chứa ngũ dục. Chúng sanh có mặt ở trong cõi dục là ngoại trừ những bậc thánh thôi, bậc thánh hoàn toàn giải thoát thôi. Còn thường thường là bị đắm ở trong ngũ dục. Với những người phàm phu là bị đắm trong ngũ dục phần lớn. Còn cái người phàm phu mà chứng thiền á, là do cái năng lực của thiền áp chế các cái truyền cái, cho nên là các vị đó không có đắm nhiễm ở trong ngũ dục. Và khi mà không có đắm nhiễm trong ngũ dục thì vị đó phải sanh về cõi sắc. Bởi vì do là chứng sơ thiền thì sanh về ba cõi sơ thiền, sắc giới. Chứng nhị thiền thì sanh về ba cõi nhị thiền. Chứng tam thiền thì sanh về ba cõi tam thiền. Chứng tứ thiền, nói trong kinh Tạng thì sanh về bảy cõi tứ thiền, là như vậy. Cho nên ở đây đó là cõi dục 11 cõi, cõi sắc 16 cõi, cõi vô sắc 14 cõi. Mà chúng sanh mà còn đắm nhiễm ở trong sắc và vô sắc thì còn bị sinh tử luân hồi, còn phải tái diễn tiếp sanh ở trong đời sống luân hồi. Và khi nào mà đoạn trừ ái sắc và ái vô sắc, tức là chỉ cho bậc A-la-hán á, đoạn trừ luôn cả ái sắc và ái vô sắc, tức là không còn ái nhiễm ở trong cõi sắc và không còn ái nhiễm ở trong cõi vô sắc nữa. Dục đã không còn mà đoạn trừ luôn ái sắc và ái vô sắc thì vị ấy đoạn, đồng nghĩa là vị ấy đoạn trừ được vô minh. Vô minh, cho nên là vị ấy đã hoàn toàn giải thoát, hoàn toàn giải thoát. Thì ở đây trong cái nội dung của cái bài kinh này đó, thì nói đến một cái vị tôn giả tên là Ba Hí Giá. Đá Rú Chi Ba Hí Giá, cái tên gọi là Đá Rú Chi Ra, tức là chỉ cho một cái vị tỳ kheo mà trước đây đó là do bận cái vỏ trái cây, vỏ cây, do nãy tôi chúng tôi kể cái câu chuyện đó, có cái tên là vậy, để phân biệt được những cái vị khác có cái cũng có cái tên là Ba Hí Giá, cũng có cái ba tên là Ba Hí Giá.
Nhưng mà do là cái tên, tên này là cái tên của một cái vị mà chỉ cho là đã chứng vị vả vị A-la-hán, và vị này trước đây là bận cái y áo, cái quần áo, y áo là bằng cái vỏ cây Đa Rút Chi Rí Giá. Chi Rí Giá Đa Rút tức là chỉ cho cái vỏ cây, cái nghĩa là vỏ cây. Nhưng mà Chi Rá, Chi Rá ở đây tức là chỉ cho y phục á, Chi Quá Rá đó, Chi Rá tức là chỉ cho y phục, y phục của một cái người đó. Do cái vị này bận cái vỏ cây như vậy cho nên khi gặp Đức Phật, rồi vị này nghe một cái thời pháp chứng quả vị A-la-hán, rồi vị này mới đi kìm cái y phục để mà bận. Nhưng mà rồi đi, đang đi tìm như vậy thì bị bò hút chết. Thì bò hút chết là do đời quá khứ đã giết Đức Phật độc giác, lấy luôn y bát đó, cho nên bị cái quả đó mà bị bò hút thôi. Nhưng mà do cái nhiều kiếp cũng đã là gieo cái căn lành ở trong Phật Pháp, cho nên vị đó chứng một cách tốc trí. Chứng tốc trí thời Đức Phật Bá Đu Mút Ta Rá, vị này khoát nguyện là do cái công hạnh tu tập của mình á, mong là sau này mình đời sau mà mình chứng quả đó, thì mong cho mình là trở thành một cái vị mà A-la-hán chứng tốc trí, tức là chứng mau á, sau khi nghe cái thời pháp Đức Phật xong là chứng mau, là như vậy. Thì chúng tôi xin dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc, kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Pháp Tân đã giảng bài nhập học ngày hôm nay cho chúng con nghe, hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Thượng Tọa Pháp Tân. Và con kính thỉnh Đại Đức Tuệ Đức chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dân bích đến sư. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Pháp Tân cùng chư tôn đức tăng hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin thay mặt cho chư tăng đại phúc chúc phước báo đến toàn thể đạo tràng ạ. Và tu sắp mangalang rakhan tu sắp đề và ta sắp Phật Thà nu pha quê na sa đa so thi.